Hello, chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel Vui Tật Jimmy. Rồi, clip tiếp theo thì mình muốn gửi đến các bạn, như đã hứa thì mình sẽ làm về bản cập nhật mới update của tháng 11 dành cho anh em chưa biết, cũng như là mình sẽ nói rõ ràng một số thứ mà cập nhật mới nó có luôn. Rồi, anh em nhớ theo dõi cũng như là xem. Nếu mà muốn xem kỹ lại thì mình để cái đường link ở bên dưới phần mô tả, các bạn nhấp vào các bạn xem kỹ hơn. Mình này mình làm clip mình nói sơ thôi nha. Rồi, như thường lệ thôi, nhớ xem clip ủng hộ mình, like video, đăng ký kênh ủng hộ mình, subscribe cũng như là giúp mình đạt 10 đô đầu tiên bằng cách kích những quảng cáo ủng hộ thật là nhiệt tình cho mình nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Thì nếu mà các bạn hôm nay vào vui tập rồi thì các bạn có thể thấy ở trong chỗ ghép trái nè, nó sẽ có hai cái túi tắm sao đó, các bạn thấy chưa. Rồi cũng như là một cái hoạt động đổi thưởng rất là lạ luôn đó, các bạn thấy ở đây. Rồi cái này tí nữa mình sẽ nói rõ nha. Còn bây giờ thì mình sẽ đến với những cái nội dung mà update trong cái tháng 11 này. Rồi về nội dung đầu tiên thì mình sẽ nói cho bạn hiểu như thế này, đó là cập nhật tính năng phân giải báu vật 140, 150 và 160. Tức là các bạn có những cái báu vật 140, 150, 160 mà các bạn có thể là không xài nữa thì các bạn cho vào phòng lễ phẩm. Đây. Ở đây thì thanh niên này đã cho vào một cái phòng lễ phẩm, đó là cái gì Koga Siki gì á, cái chữ nó mờ quá mình không có đọc được. Cái này chắc là của báu vật của Siki sư tử vàng. Sau đó chúng ta tin cho phòng lễ phẩm, chúng ta bắt đầu đổi thì nó sẽ nhận được là 15 cái rương. Cái rương này mình không biết là rương gì đây. Cái rương mảnh thôi nha anh em, cái này chỉ là mảnh thôi. Đó, mảnh của chọn báu vật rắc hay là Sabo hay là Railer gì đó, được 15 cái. Kèm theo đó thì sẽ được thêm đá nguyên tố và đá năng lượng nữa. Rồi, ok. Các bạn có thể thấy ở đây nè, khi phân giải báu vật sẽ nhận lại được đá năng lượng, đá nguyên tố và mảnh báu 170 đó. Và nó cũng có một cái bảng chi tiết luôn, đó là các bạn phân giải cái báu vật nào thì nó sẽ có được phần thưởng cái nào. Ví dụ như là bộ báu vật của Kishi đó anh em, thì cấp 160 nha, thì các bạn sẽ nhận lại được là mảnh túi chọn báu vật rắc 15 cái đó. Còn báu vật Siki sư tử vàng giống như cái ở trên đây mình vừa nói nè, cũng là 160, thì các bạn sẽ nhận lại được là báu vật Sabo. Rồi ok, vậy là cái rương màu tím tím này là của Sabo, thuộc hệ ma công. Rồi tiếp theo là báu vật của Yakasa là ai ta, tên lạ vậy, thì các bạn sẽ nhận lại được là túi chọn báu vật Railer đó. Còn bộ báu vật Zimbel thì các bạn sẽ 150, báu vật Zimbel là 150, thì các bạn sẽ dẫn để lại được mạnh túi chọn báu vật rắc. Rồi nhưng mà 10 cái thôi nha anh em, tại vì đẳng cấp nó 160, bây giờ nó xuống còn 150 thì số lượng nhận sẽ giảm. Rồi tương tự với những cái báu vật khác, các bạn có thể vào xem nha, có cả báu vật 140 này nè, có cả cây nu, rau đen mình cũng dư mấy cái. Bộ báu vật rau đen 140 sẽ được 5 mạnh túi chọn bớt 5 cái mạnh túi chọn báu vật rắc. Đây mình sẽ làm thử nghiệm cho anh em xem một cái. Mình nhớ là báu vật của rau đen hình như mình dư mấy cái sao á, dư mấy cái mình không mang. Rau trắng hả, có rau trắng không? Ồ, không có. Cái là gì, báu vật của rau trắng nó trong đây nó hơi lạ lạ chút, nó không có được cộng điểm gì nhiều hết á, cho nên không có. Rồi mình nhớ là mình có dư cái BB, nhớ mình dư cái BB của rau đen á, mà mình cất đâu rồi, hay là cất trong kho rồi không biết. À đây nè, mình có hai cái, đó là vải của rau đen với lại BB rau đen, thì các bạn sẽ đổi hai cái mảnh này vào phòng lễ phẩm, các bạn sẽ được tổng cộng là 10 túi, 10 cái mảnh báu vật rắc. Và cái báu vật rắc đó thì mình đã có được mấy cái rồi đó. Đây. Đó, 7 cái. Cho nên bây giờ được thêm 10 cái thì cũng chỉ là 17 cái thôi. Cái này chắc cũng không quan trọng. Đó, các bạn nào muốn đổi thì các bạn cho phòng lễ phẩm đổi. Rồi ok. Đó là nội dung đầu tiên của update. Có một cái hệ thống mới, đó là phân giải báu vật. Rồi ok. Chuyển sang nội dung thứ hai, đó là cập nhật hiển thị nâng cấp thiên phú sang cấp ít. Rồi tức là như các bạn đã biết thì những cái hệ số cao, ví dụ như S cộng, S trừ gì đó, thì bây giờ nó đã có thêm một cái hệ số mới, đó là ít. Đây, tức là sau khi chúng ta đạt lên 4S cộng xong thì chúng ta sẽ đến ít trừ. Ít trừ là 4.45, còn bên thủ là 2.2, sau đó thì tới ít, tới ít cộng, rồi ít ít trừ, ít ít, ít ít cộng, rồi 3X trừ, 3X, 3X cộng, rồi 4X trừ, 4X, 4X cộng, đó. Các bạn có thể xem chi tiết cái hệ số này để các bạn nâng cấp nha.
Ồ, nói chung là cũng rất là chua cay đó anh em. 445 chúng ta mới lên được ít trừ. 445 hả? Để mình cho các bạn coi, hiện tại gym bell của mình là đang 3 ít trừ. Nó chỉ có 3.4625 thôi. Đó, mà bây giờ muốn lên được 445. 445. Vai, sao mà ghê vậy? Rất là kinh khủng đó anh em. Tại vì mình chưa đạt tới 4S nữa mà. Mới có 3S thôi thì làm sao mà có trình mà. Vai. Cái đồ rèn bữa nay nó xoay xoay lạ thế. Các bạn có thấy lạ không? Ồ, đẹp hơn á anh em. Các bạn thấy cái đồ rèn nó xoay xoay khác nè. Ồ, đúng là khác thiệt. Hồi xưa là nó nhấp nháy, bây giờ là nó xoay xoay. Rất là lòng chưa. Cải tiến, một cải tiến mới mình vừa phát hiện ra. Rồi, ok. Đó là cập nhật thêm ít nha anh em. Cái thiên phú ít. Rồi, các bạn có thể theo dõi chi tiết hệ số. Rồi, cái link mình để phần mô tả đó. Tiếp theo là cập nhật thêm tính năng thứ ba, đó là cập nhật mở ghép hai túi trái 8 sao. Đó, thường thường là chúng ta chỉ ghép được trái 7 sao thôi, nhưng mà bây giờ thì nó đã có thêm một cái hệ thống ghép mới, đó là túi trái 8 sao. Và số lượng cần đó là 6 viên nắp quỷ, 121.500 tinh hoa quỷ, và kèm theo đó nữa là 500 vàng. Chúng ta sẽ tốn 500 vàng nữa. Rồi, để mình xem chi tiết cho anh em coi nha. Có hai túi trái 8 sao, đó là túi trái 8 sao, túi trái 8 sao A và 8 sao B. Rồi, mình sẽ xem chi tiết ở đây và nói cho anh em luôn. Cái túi 8 sao A thì sẽ tốn 6 viên nắp quỷ, 121.500 và 500 vàng. Còn túi 8 sao B thì cũng tương tự, cũng là 6 viên nắp quỷ, 121.500 viên tinh hoa và 500 vàng. Còn về cái sự mà mở được cái trái gì á thì mình cũng nói luôn. Túi A thì chúng ta có thể nhận được là ngẫu nhiên nhận được một trái trong các màu xanh lớn, ghi phin, chim ưng, phục thù, ôn dịch, hổ đen. Hổ đen hay hổ đen gì đó, rồi trái tự do, trái lôi điểu, rồi mảnh bản vẽ ảo ảnh nữa. Ồ, tức là cái tên của các quỷ thì nó vẫn giữ nha. Nó vẫn là ghi phin cái màu xanh lớn, nhưng mà là 8 sao. Cho nên chắc chắn thì hình dạng nó sẽ khác đấy anh em. Mình nghĩ là chắc nó sẽ khác một chút. Rồi. Còn bên 8 sao B thì chúng ta sẽ nhận được là tuyết quái, lá trắng, bộ ba thùy, mô phỏng, ôn dịch, cái màu xanh, tự do, kết giới, mạnh bản vẽ ảo ảnh. Đó, các bạn muốn lựa chọn cái nào các bạn ghép thoải mái vô tư. Đó là nội dung tiếp theo của cập nhật. Rồi, bây giờ mình đến với nội dung tiếp theo. Nói chung là ghép cũng hơi cực đó anh em, 500 vàng với lại gen rắc quỷ rất là nhiều. Sử dụng trái 8 sao sẽ có xác suất nhận được trong các trái sau. Cái này thì nó mình đã nói nãy rồi, anh em có thể xem chi tiết lại nha. Rồi, tiếp theo là cập nhật hai cái tin bàn mới. Hai cái này thì hôm qua ở status Facebook của mình chào đón phiên bản cập nhật tháng 11, có một số bạn comment cho mình biết là tin bàn đã có hai cái tin bàn mới. Thì đây mình cho bạn coi luôn, đó là tin bàn diệt và tin bàn xong. Ở tin bàn diệt thì cấp nhân vật chúng ta cần mở là cấp 100, lần chuyển nghề là 7 lần, cho nên cái đó không cần phải nhắc đến, tại vì các bạn chắc chắn là mình nghĩ là đã dư rồi. Cần thiên bàn thiên kiếm giả, tức là chúng ta phải mở được cái bí kíp thiên kiếm giả trước đã, rồi chúng ta mới mở được bí kíp tinh bàn diệt. Cần bí kíp diệt, cái bí kíp diệt này ở đâu thì từ từ mình sẽ nghiên cứu để mình kiếm cho anh em. Sau khi gian bẫy thì tinh bàn diệt thì vật công sẽ là S cộng. Wow, từ từ để mình coi coi nó có hơn cái tinh bàn thiên kiếm giả và cái nào không nha. Đây đây anh em, tinh bàn diệt nè. Wow, có vẻ hơn rất nhiều nha anh em. Đầu tiên ở tinh bàn thiên kiếm giả thì vật công chỉ được S thôi, nhưng mà sau khi lên diệt thì hệ số nó sẽ là S cộng. Đó, vật phòng là A cộng cũng hơn. Rồi tuyệt chiêu là A cộng cũng hơn luôn. Rồi tiếp theo là tuyệt chiêu phòng là A. Tuyệt chiêu phòng là A cũng hơn luôn. Ma công là A cộng cũng hơn, và ma phòng là A cũng hơn luôn. Đó. Rất là phê nha anh em. Cho nên chúng ta mà mở được cái bí kíp diệt này thì phải nói là rất là phê luôn. Mà cái bí kíp diệt kiếm ở đâu nhỉ? Nó không có ghi kiếm ở đâu gì cả, sao chúng ta biết kiếm? Và đặc biệt hơn nữa, cái bí kíp xong là bí kíp cuối cùng, nó còn mạnh khủng khiếp hơn nữa nè anh em. Vật công SS trừ, từ chiêu SS trừ, ma công SS trừ, vật phòng SS trừ, bên phòng thủ là SS trừ hết, còn bên tấn công là SS trừ hết. Wow, phải lòi luôn á, kinh vậy nha. Rồi đó, đó đó là cái về cái tinh bàn. Rồi để mình coi ở dưới đây nó là gì đây. Vật phẩm liên quan hả, đây là gì đây? Túi chọn bản đồ kho báu, nhận được thông qua tính năng tầm bão, có xác suất nhận được hoặc mua trong shop giá 500 vàng. Wow, bản đồ kho báu diệt. Ủa mấy này là gì ta?
đừng nói là ghép tất cả cái này lên mới được cái diệt nha. Ai quát nhập ký công hội sổ tay Strong World biết giúp diệt hai cái hả, dùng 20 sổ tay Strong World. À mình hiểu rồi, đây mình nói đơn giản các bạn nè, các bạn muốn có cái bí kíp diệt á thì các bạn cần có được là 20 sổ tay Strong World. Sổ tay Strong World thì các bạn có thể đổi cho một Strong World và bản đồ kho báu diệt nữa. Bản đồ kho báu diệt thì các bạn sẽ sử dụng cái túi chọn bản đồ kho báu mà chúng ta đi tầm bão được, chúng ta mở ra đó, tổng cộng là 20 sổ tay Strong World, 50 bản đồ kho báu. Wow, phải nói là rất là cây cú đấy, quá là nhiều luôn. Để mình vào tầm bão cho anh em coi, ở đây không có là sao. Ồ, vậy chắc nó nằm ở phía sau đây rồi. Ok, mình sẽ thử tầm bão xem sao. Lên đi, lên nữa, lên. Ồ, chưa có luôn hả? Cái dây VIP 6 trở lên sẽ mở tầm bão bằng vàng. Rồi, thế này thì làm sao mà có được cái diệt diệt gì đó. Khó kiếm vai. Chết cha rồi, chuyện nãy mình lỡ nhấp bằng kia tốn 10 vàng. Đắng lòng chứ. Khó nha, có vẻ khó đó anh em, không phải dễ kiếm đâu. Ồ, còn về bí kíp xong thì phải nói là cực kỳ châu bò luôn, 20 nhật ký công hội và 50 bản đồ kho báu xong. Mà ơi, có cần phải trâu vậy không? Em vào công hội coi đây, nó kêu là lấy trong công hội đây, nhật ký công hội nè anh em, các bạn vào thương thành các bạn đổi. Ủa không phải, vậy là không phải, chúng ta phải làm mới đây rồi xác suất. Có chim sắc quỷ nè anh em ơi, phải lo chứ. Mình sẽ đổi luôn nha. Phê thật là may mắn quá đi. Yeah, không có, nó khó ra lắm. Nói chung là cái tinh bàn đó chúng ta phải nói là phải cực kỳ trâu bò mới có thể lấy được, cho nên chúng ta tốt nhất là đừng nên mơ mộng quá sớm nha anh em. Mình thấy cái tinh bàn, hai cái tinh bàn này là thấy cực kỳ khó rồi đó. Rồi ok, đó là cái cập nhật tiếp theo. Bây giờ mình đến với cái tiếp theo nha. Tâm bão, làng syrup và thị trấn logger mới có xác suất ra túi chọn bản đồ kho báu. Chỉ shop từ map water 7 trở lên mới bán các vật phẩm này. Ủa nó có bán kìa anh em. À vậy là chúng ta phải tâm bão ở làng syrup với lại thị trấn logger. Còn về shop thì đây, cái này là sổ tay Strong World. Danh vọng đội cần là 15.000. Trời ơi, đây nè anh em. Ồ, hiểu rồi, chúng ta phải lên tầm bão, lên cái mốc thứ tư trở lên thì mới có được mấy cái này đó. Nội dung rất là đơn giản thôi. Đây, các bạn nào chưa hiểu thì mình nói lại một lần nữa nè. Đồ nó mất cái kia rồi. Rồi không được rồi, tí nữa mình sẽ nói lại. Nói chung là đây, các bạn nhìn vào đây nè, đó các bạn tầm bão. Ở cái thứ nhất là làng của xây gió, cái thứ hai là thị trấn Shell, cái thứ ba là thị trấn Cam, thứ tư là làng Syrup và năm là thị trấn Logger. Đó, các bạn chọn được tầm bão được tới cái làng Syrup với thị trấn Logger thì các bạn mới có xác suất được cái này. Mà chỉ là xác suất thôi nha, xác suất thôi. Có, chỉ là xác suất thôi nha anh em, cho nên khó lắm nè. Rồi ok, còn ở đây là trong thương thành. Đó, nãy mình đã làm mới và không được rồi đó, chung là câu bò, chúng ta không nên mơ mộng rồi đó. Tiếp theo là cập nhật thêm một cái update mới đó. Nội dung tiếp theo thứ năm đó là cập nhật bet 9 và bet phụ mới. Wow, bet 9 và bet phụ mới. Bet 9 ở đây là con Severus hỏa ngục, con chó ba đầu đó anh em. Wow, sao không có hình nhờ. À đây, đây là bet 9 nha anh em, Severus hỏa ngục rất là đẹp, giống như kỳ lân đó anh em, bữa mình gọi là kỳ lân. Thông tin của nó thì có vẻ rất là mạnh rồi, cái này thì mình không cần phải nói đến nha. Cái này thì các bạn có thể xem chi tiết cũng như số lượng kỹ năng có thể học là 17 kỹ năng, gồm 14 kỹ năng của Magil, Megalo và 3 kỹ năng mới. Wow, nó cộng thêm cả vật công thiên phú, vật phòng thiên phú nữa nè anh em. Con bé này vãi cái linh hồn luôn. Rồi, rất là mạnh luôn anh em. Rồi, nói chung là khủng khiếp. Rồi, con bé tiếp theo nó cập nhật nữa, đó là con Rebecca đấu sĩ. Con này thì bên web lậu rồi, mình đã có giới thiệu anh em rồi. Đây, đó. Mình mới kêu anh em là tại sao con Rebecca này mà lại làm bé đó. Bên web lậu nó có rất là lâu rồi, có cả con Severus này nữa. Nhưng bây giờ thì bên Linh Bay chúng ta mới cập nhật. Và hệ số thì phải nói là rất là khủng khiếp. Hai con bé cực kỳ ngon nha anh em.
Hai, tinh linh mới luôn, cập nhật tinh linh mới luôn, con Draco, tinh linh cổ đại, phẩm chất 7 sao. Và sức mạnh thì mình cũng không cần phải nói đến, tại vì nó rất là mạnh rồi. Draco, giống như con rồng vậy, mình thấy rất là giống con rồng. Còn cái cách kiếm thì thật sự là mình cũng không biết luôn. Cái này thì để từ từ mình nghiên cứu rồi mình thông báo cho anh em. Phản hồi, có không? Ở trong đây là không có rồi đó. Mình thấy ở trong đây là không có rồi đó. Ồ, cây cú nha. À, cập nhật mấy cái khủng khiếp thiệt chứ, rất là phê luôn đó anh em. Mình thấy đợt này cập nhật quá là phê luôn, rất là nhiều hệ thống các thứ. Rồi nội dung tiếp theo nha, các phần thưởng khi tầm bão có thể nhận gì? Tí tao tháo cho khùng à, thì mày tải đi, tao cóp cóp vô liền không. Cái này là phần thưởng tầm bão gì đây ta? Ok, có nghĩa là con cái con tinh linh Draco này á, bạn nó có thể tầm bảo tinh linh là được những phần quà đây. Túi trái 7 sao. Nguyên một mình nó là tìm được cái trái 7 sao luôn anh em. Tiếp theo là dây nắc quỷ cũng có luôn nè. Wow, con tinh linh này ghê nha. Rồi đá huyết linh 500 vạn berry, 200 điểm chiêu mộ. Túi kim cương cổ đại. Rồi, thời gian Noel 6 sao. What? Được cái thời gian luôn kìa. Túi tẩy luyện bốc vật hào hoa, rồi túi túi nguyên liệu đồ cam thường, 50 hạt kỳ địa hạt luôn. Wow, nói chung là khủng khiếp, anh em có thể xem chi tiết nha. Chứ thật sự là bây giờ mình cạn lời với mấy cái con tinh linh này rồi, nó quá là ngon, quá là khủng. Rồi ok, rồi về nội dung update thứ bảy thì nó sẽ mở thêm kỹ năng mới trong viện nghiên cứu, đó là sinh mệnh phần trăm. Đây mình sẽ cho bạn coi đây, ở chỗ này nè, đó sinh mệnh phần trăm nè bạn, đó chúng ta nâng một cấp thì không biết là cộng được bao nhiêu sinh mệnh nha, để mình coi đây. À, 0,20%, cũng được đó chứ, để mình coi sinh mệnh tăng thế nào. 1184 rồi, để mình coi tăng bao nhiêu nha. 1184 đúng không? Yeah, từ 1184 nó đã lên 2054. Wow, tăng ghê. 1111 hả, 1 1100, vậy là 2000, vậy là tăng được 900. Mỗi cấp vậy là tăng được 900 máu nữa à, 10 cấp là tăng được 9k rồi, ngon nha, phê. Mà cái đó là tăng toàn tem luôn đó anh em, cho nên phải nói khỏi bàn luôn, rất là phê. Rồi đó là hệ thống mới. Rồi tiếp theo cái thứ 8 đó là mở lại hoạt động đổi thưởng mừng phiên bản update, hoạt động sẽ diễn ra trong 30 ngày thôi đó. Rồi và những cái nội dung đổi thì bây giờ mình sẽ sang cho các bạn coi. Đó là hết rồi đó, mình đã nói tất cả các nội dung update của tháng 11 này rồi, bây giờ mình qua cho bạn coi cái hoạt động đổi thưởng rồi là xong. Mình thấy đã update đợt này rất là phê, update đợt nào cũng rất là phê cả, nhưng mà đợt này thì nó lại có thêm nhiều cái mới. Có điều là khó lắm, nó có cái mới nhưng mà nó khó làm, chỉ dành cho mấy thanh niên chùm server làm mới dễ thôi, chứ như mình thì như mình trở xuống thì cũng hơi khó. Rồi ok, về hoạt động đổi thưởng thì như sau, chúng ta dùng 7 mảnh rau trắng chúng ta sẽ đổi được một viên nắc quỷ, cái này chỉ dành cho những bạn đã chiêu mộ được rau trắng rồi, dư giả cái mảnh rau trắng rồi thì chúng ta có thể làm đó. 7 mảnh rau trắng thì chúng ta sẽ đổi được một viên nắc quỷ. Tiếp theo là 4 mảnh rau trắng thì được 20.000 tinh hoa nắc quỷ đó, được chưa. Tiếp theo là một trái mô phỏng, một trái phục thù và một cái chim ưng, chúng ta sẽ được một cái túi mạnh bản vẽ trái ảo ảnh. Ba cái trái này chúng ta đổi sang được một cái túi mạnh bản vẽ, và cái túi này thì chúng ta sẽ mở ra được ngẫu nhiên được 5 mảnh, 10 mảnh hoặc là 20 mảnh đó, mà 100 mảnh mới lên được một cái ảo ảnh, cho nên phải nói là cực kỳ khó khăn đấy. Rồi tiếp theo, một trái hổ đen, một trái hoa tinh và một trái lốc xoáy, chúng ta sẽ đổi được một cái bản vẽ tự do. Wow, chỉ là bản vẽ thôi nha anh em, cái trái tự do này có vẻ ghê gớm. À, tiếp theo nữa là một trái ghi phim, một trái đa tiết quái và một trái phượng hoàng, chúng ta đổi được một trái phục thù. Ồ, trái phục thù này cũng ghê vậy luôn đó hả, mình không tin luôn á. Tiếp theo là một trái hổ đen, một trái lá trắng và một trái nhộng tầm, chúng ta đổi được trái chim ưng. Sao vô lý thế nhỉ, thấy nó hơi sai sai. Ok, cái này mình nghĩ chắc không ai đổi đâu. Mà bạn nào muốn đổi thì bạn có thể đổi nha. Tiếp theo là trái bọ ba thùy với lại trái lốc xoáy và trái titan, chúng ta đổi được trái mô phỏng. Đây nè, cái này được nè anh em, chúng ta sẽ tốn 20.000,
20.000 tinh hoa ác quỷ với lại hai cái viên ác quỷ để chúng ta đổi một cái túi này. Túi này thì nó sẽ là đổi ra được cái bản vẽ Gryffindor, bản vẽ hổ đen, bảo vệ các bà sơn lớn tiết quái, rồi trái miệng dịch hóa đá, miệng dịch đóng băng, miệng dịch choáng, trái miệng dịch mê hoặc, rồi miệng dịch hỗn loạn. Cái này thì nó sẽ cho các bạn lựa chọn luôn, cho nên các bạn không có cần phải sợ là không được cái này không được cái kia đó. 20.000 tinh hoa, hai viên ác quỷ, được một cái bản vẽ tùy thích cho các bạn chọn. Đây là 60.000 tinh hoa ác quỷ với lại ba viên ác quỷ, chúng ta đổi được một trái 7 sao. Như vậy thì đổi ở đây nó sẽ có tác dụng là nó sẽ tiết kiệm được 750 tinh hoa và tiết kiệm được 100 vàng đó. Đó đó là cái cách mà đổi có thể lợi hơn đó anh em. Wow, một cái mũ râu đen, giày của râu đen với lại cái vải, chúng ta đổi được túi báu vật 140 đặc biệt, túi bộ báu vật 140B. Này mình cũng không biết là mở được cái gì nữa. Ok rồi, ok, đó là cái ba cái báu vật của râu đen. Cái này thì thật sự mình cũng không muốn đổi làm chi, cái này chỉ dành cho những bạn mà dư thôi nha. Các bạn dư thì các bạn có thể đổi, mà mình đâu dư đâu, mình thiếu tè le luôn á, thiếu đôi giày với lại ba cái súng. Ok, cũng là được cái túi này thôi. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ tốn 10 cái pha lê, 10 cái mã nạ, 10 cái hải ma thạch, 10 cái trân châu, 10 cái mã nạo và 10 san hô. Nếu được một cái này phải chưa, đắng là dầu. Cái này mình dư nhiều lắm, ui, chỉ dành cho những bạn mà thiếu thôi nha, còn những bạn mà dư rồi thì không nên đổi, tốn vãi luôn. 10 cái này, 10 cái này, tất cả tổng cộng lại là 2 3 50 cái. Đổi được một cái đá kim này. Đáng lòng. Tiếp theo là 15 cái tim ác ma, chúng ta sẽ đổi được 500 đá hải hồn. Cái này thì cũng ngon nè. Dành cho những bạn mà đã không còn muốn mở cột ác ma nữa thì các bạn hãy dùng cái tim ác ma để đổi cái này. Mình thì chắc là mình sẽ đổi đấy anh em. Mình đang rất là dư cái đó. Tiếp theo nữa là 2.000 tinh hoa, 5 cái dấu đỏ, chúng ta đổi được 125 đá khắc ấn. Rồi, 2.000 tinh hoa, 5 cái dấu đỏ, chúng ta đổi được 500 kim cương cổ đại. Đó. Nói chung thì tùy các bạn thôi, các bạn vào các bạn xem trong hoạt động các bạn thích đổi chỗ nào thì bạn đổi. Đồng đội của mình thì hiện tại đã mở cô ác ma mát rồi phải không ta, nhân vật chính nè, Jimbel cũng mát nè, Bon Cóc còn một ô nữa, Lao cũng mát nè, Brook cũng mát, Mirella cũng mát đó. Và mình đang còn dư ở đây là đâu rồi, 500. Trời ơi, thế thì mình đổi lấy ít đá hải hồn mình xài cũng được. Ai ok. Vừa rồi là clip những cái cập nhật update trong tháng 11 của Vua Hải Tặc nên tám Play cũng như là Jimmy chúng ta luôn. Đây. Mình đã cố gắng cập nhật và nói cho anh em rồi đó. Đây, anh em xem clip nhớ ủng hộ mình, like video, đăng ký kênh ủng hộ cho mình cũng như là giúp mình đạt 10 đô đầu tiên bằng cách kết quảng cáo rất là nhiệt tình cho mình nha. Đây, bye bye. Clip khá là dài rồi. Link mình để bên dưới, các bạn muốn xem chi tiết thì có thể nhấp vào. Đó. Bye bye, bye bye các bạn nha.